rồi, chào quý vị và các bạn. Tuấn Dương đang có mặt ở quán phở số 49 Bát Đàn, Hà Nội. Cái quán này là một cái quán phở nổi tiếng và có mặt từ năm 1944. Ở đây thì cái quán này rất là đông. Có một cái đặc điểm ở Hà Nội là chúng ta ăn phở thì trả tiền trước, khác với cả cái phong cách phục vụ ở Sài Gòn. Nhưng mà cái phở ở đây thì rất là ngon, chất lượng. Và cái đặc biệt ở người Hà Nội đó thì họ ăn là không có rau giá gì hết. Đây chỉ có một chút hành thôi. Tô phở này có giá là 45.000. Và lưu ý các bạn là trả tiền trước. Đây mọi người đang ăn ở đây rất là đông. Đây mình sẽ lấy một phần ra để cho em bé ăn hành được không? Không ăn hành. Ăn nước không? Ăn nước không? Ăn nước nhé. Ăn thịt bò. Này được chưa? Đây thì có ớt sắt này. Ớt sắt này. Cái lọ ở đây là lọ nước mắm. Bên này là lọ giấm cả nhà. Giấm và họ có ngâm ở đây là cái trái ớt. Đó. Ngoài ra đây thì có ớt xay, họ đã xay sẵn rồi. Ở Hà Nội thì phục vụ là không có xài khăn lạnh nha. Họ sẽ có sẵn khăn giấy cho chúng ta. Wow. Mình bưng luôn. Bưng luôn phở này luôn. Xin luôn đi chị. Con ăn được không? Đấy còn này. Dạ. Đây, hôm nay Tuấn Dương đi ăn thì có với một người bạn, đó là anh Việt. Anh ở Cali mới về. Hai anh em quen nhau qua mạng thôi. Qua anh Phúc Lâm. Qua anh Phúc Lâm. Và hai anh em hẹn nhau ở đây. Anh live stream luôn đấy ạ. Không, cái này mới là make cái video lên, lát nữa uống cà phê live stream. Vâng, vâng. Ở đây thì nó hơi bị... và hơi bất tiện. Đây thì du khách họ tới đây họ ăn cũng rất là nhiều. Có cả khách Tây thì họ cũng coi trên mạng, họ tới đây họ ăn. Em mời anh. Đó, anh mời nhá. Vâng ạ. Vâng. Đây có một cái đặc biệt là mình thấy là mình phải ra ngoài gọi phở, không có người bưng. À đúng rồi. Ở đây là mình phải đó là cái mình định. Thứ nhất mình phải ý chứ. Vâng, thứ nhất là mình phải trả tiền trước. Trả tiền thứ trước, hai là tự bưng. Tự bưng. Mà đấy, tự bưng. Không ai bưng. Đúng rồi. Cho mình hết. Ở đây thì hơi khác một chút xíu. Và rau giá là không có luôn. Rau giá không có. Em mời anh. Mời anh dùng nhé. Không bỏ thêm cái gì nhớ quật. Em ruột anh hay em ruột ăn và gọi một cái tô thái nặng 55 lạng nha. Vâng, giá này với cái thức của bình dân. Vâng, không, ở đây thì giá rất là bình dân. Như ở Sài Gòn thì ăn thì phải phở cỡ 75.000, tô mà cũng hơn xíu. Ăn khoảng tàu bay thì như vậy mấy ngàn. 75.000. Mấy ngàn luôn. Tô thì nó hơi lớn hơn. Tô lớn hơn mà cái... Mỗi nơi thì có một cái vị khác. Dạ. Vâng.
Vâng vâng, em cảm ơn. À, em ơi, à, cho anh một tô đi nhờ. Người bạn biết thì cái này tô truyền thống của người cái nước nó rất ngon. Ok, quá tô rất ngon, về nhà đi. Thế anh muốn mua cái tô và chỉ tái với đạm trần là bao tiền? 50.000 đúng không? Ở đây, cho anh một tô đấy luôn. Em ăn được nhé. Đây, con đấy cho ngập. Bé nhà em thì bị đau răng nên là không ăn thịt. Không đau răng, không ăn thịt đó. Hơn nữa, cả đặc biệt là nó quay nhé. À, thường là nếu mà anh chỉnh cái camera mà nó camera trước ấy, thì nó sẽ nét hơn. Chị có thể ngồi uống trà đá ngay phía bên ngoài này chút xíu này. À, đi về khách sạn luôn ạ. À? À vâng vâng. Không mấy người cho mình chơi thôi. Vâng vâng, dạ, chào. Vâng, chào anh chị. Vâng. Vâng, con chào chú đi. Vâng. Dạ đang ấy đấy ạ. Dạ vâng. Ngồi xem đây là sáng giờ vận động lắm không? À, không, em thì thoải mái. Gì? Thoải mái à? Lâu rồi hả? Em về trường khoảng hơn tháng. Em anh đúng có công việc cho mày không? Rồi, chào quý vị các bạn. Sài Gòn ngày nay ạ. Dạ. Ngày nay là cái kênh chính của chúng ta, mình có kênh hùng hôn nhưng mà mình quen của ảnh qua Phạm Quốc Lâm. Vâng. Thì nhờ ảnh mà mình có được cái chỗ ở. Ok, mình cảm ơn em. Mình biết ảnh kiếm được cái chỗ ở cho mình gần cái hồ Hoàng Kiếm, rất là tiện tiện đi những cái nơi gần đây. Nha. Anh em thì làm vlog biết nhau, người này biết người kia rồi từ từ cũng lần nghe nhau hết. Đây ăn bữa này ngon quá, nó là truyền thống nghề đây quá ngon luôn. Hay dùng đi xong hai em dùng thêm cái này nữa không? Không ăn ít lắm, giờ này ăn ít lắm, đang tập ăn ít đi mà. Bé đau răng hả? Nghe Lâm chỉ đạo nói là cũng phục Cấn Dương làm video rất là khỏe. Làm có thể ngồi đâu cũng làm được rất là nhanh, kỹ thuật càng ngày càng đâu. Có anh em cũng ăn tập đó. Nó là bữa anh ngồi với Đào với anh Lâm đó. Lâm đó dạ với Đào ngồi đây rồi nhấp nháy là vài cái video rồi. Vâng. Đó, các bạn thấy hầu nó hết có nhận được chứ. Vâng. Nhà làm ở đây là kia làm nhận được. Đúng rồi. Nhưng mà như vậy là phải có cái thẻ sao tốt nữa để không tốn, nó vừa nhanh mà nó vừa tốn nhiều tiền đúng không? Xài cái thẻ nào? Xài cái thẻ phone nào để mình nó nhiều lắm, không tốn nhiều đâu. Thường em xài wifi thôi. Xài wifi, cà phê được một lúc. Wifi nhưng mà thường là wifi ở nhà thì nó sẽ lẹ hơn. Còn wifi quán cà phê thì hơi chậm anh ạ. Ngon. Có nước ngọt hơn. Thường họ sẽ ninh bằng cái nước hầm xương. Tô này là vừa, không có ngọt lớn vừa. Anh nghĩ tôi vô đó lại. Dạ. Em ở trong đó mà đúng không? Vâng. Anh ơi bây giờ này đi. Em search thêm cho anh chút xíu. Để anh ăn thêm nữa đi. Vâng. Em mời anh. Cảm thấy chắc
cúng dương còn ăn khỏe mà. Không, em thực ra em cũng ăn cũng vừa phải thôi. Đúng rồi, hôm nay đỡ nóng hơn anh ơi. Hôm nay thì mát. Chỗ được á, anh lấy cái chỗ cái phòng mà có cái view ở trên đó. Đấy, lầu chính á. À, anh ở nhỏ hơn chút nhưng mà à. Đây là anh lấy hai phòng à? Lấy một phòng nữa phòng là ở dưới cũng là view nhưng mà nó lầu 8. Vâng. Phòng cái lấy lầu 8 và lầu 9. Lầu 8 hoặc 9. À. Nhưng mà 9 thì nó có cái ngoài nó rộng hơn được tí. Có cái ban công ấy. Ban công rộng hơn. Mấy anh bạn em thì, một số anh thì bảo là đi du lịch thì cần gì phải view vì anh cứ về anh nằm anh ngủ. Em thì sáng nha. Em thì em thấy là giống như là kể cả mình chỉ ở một vài tiếng nhưng mà mình uống cà phê, mình đứng ngoài mình ngắm. Giống như là sáng sớm mặt trời ngủ dậy trước khi đi đấy. Và buổi tối ấy về thì có một cái khách sạn sau có mấy người đã từng ở đấy. Có chú lần trước em gặp chú comment là chú có đi ở khách sạn mà khách sạn đầu tiên em kiếm ấy. Nhưng mà cái khách sạn đó thì cái view nó không đẹp bằng, mặc dù là cao cấp hơn nhưng mà view không bằng. Đây nó tiện, đây nó tiện mấy cái chỗ phố cổ mà không có view được. Mấy cô cũng dễ chịu nữa, mấy cô có vẻ rất là chiều khách. Vâng. Mấy cô nó có vẻ rất là chiều khách. Cô rất là dễ thương, cô ấy em vào em bảo coi phòng đấy mà cô dẫn đi coi coi búa xua hết lầu nọ lầu kia đó, làm vậy tốt. Còn nhiều người mới mốt người ta về biết chỗ người ta đi ghé, người ta không hiện bỏ như cái video lên, bỏ mấy cái video vâng. Up đó vâng. Để người ta đi người ta biết chỗ. Cái tường tường mình cũng chỉ lên mạng mình kiếm rồi mình cũng biết nó tốt xấu thì sao đấy, nó xin tiền nó ra gì như thế này này. Hôm đầu tiên em gửi cho anh cái đấy. Như em thì nó dễ rồi, nhưng mà nhiều khi bảo sợ anh chị các thứ. Nên là em muốn là em đi thực tế để giống như mình coi cái cảm nhận là ở giữa trên trên web và trên đấy nó có giống nhau hay không. Đấy đi tới lấy phòng xong đi bộ một vòng. Đói giờ về ăn rất là ngon. À, thế là có đi bộ à? Đi bộ vòng ngắm cảnh coi vòng vòng khu này. Vâng. Em là lúc 6 giờ 15 thì em mới ở nhà em đi lên đến đây thì nhà nào? Không, đi chừng 20 phút thôi. Nhà, em hai nhà bố mẹ ở đây hả? Vâng, em có bố mẹ, em với nhà riêng em cũng có. Nhà riêng em ở đây thì có hai cái thôi. Nói về. Nói về. Cho mướn hả? Gọi quá thế mấy anh em giờ Việt Nam nhiều anh em trẻ mà giỏi quá, nhiều anh em Việt Nam trẻ câu giỏi lắm này mà giỏi quá. Tại vì biết sao anh đi á thì gặp một số bạn cũ á, cái cách họ nói chuyện á thì là cái nó giống cái là bây giờ hơi tiêu cực. Vâng. Vậy anh thấy mấy anh em vlog là giỏi vừa đây thì bên em là ví dụ như anh Lâm này, Lý Hương này, Trinh này, Hoàng Sơn này, mấy người đấy là giỏi mà được cái tư duy nó vừa quá quá hay nữa. Vâng. Trẻ bây giờ nó thiếu bộ quá. Con nhúng vào đây, nhúng vào đây là không thấy mình thật. Tiên cái phở Sài Gòn hình như không bao giờ có phở mà chạy bưng bao giờ. Đúng rồi, khó lắm. Không có. Ở đấy là đây thì là tự phục vụ. Nó mang cái tính chất giống như là một cái thời bao cấp ngày xưa ấy. Là cứ có em bản thân em là cái người đi xếp hàng em mua. Ngon lắm. Ngon lắm.
có cái máy cùi để đi quay, vâng. Cái Samsung cùi quay mà quay thành nhỏ là một lượng để cái máy này quay cái Apple này quay cái âm thanh nó dở, vâng. Âm thanh rất là dở, không rõ. Rồi cái mấy cô lấy cái mấy tour ở ngoài khách sạn luôn. Nghe nói mà nên xe đi tour hay gì thì em nói nên đi tour thôi. Mà anh book cái tour ở khách sạn luôn. Vâng. Cố giới thiệu những cái tour đó. Vì thực ra là giống như là anh ra ngoài kia anh mua cũng vậy thôi. Anh mua ở tại khách sạn thì giống như họ đã có mối sẵn, họ book thì giống như là thường là cái cô đấy khách sạn sẽ được hưởng ví dụ như 5-10% trên cái giá trị tour đó. Nhưng mà mình đến mua thì cũng giá vậy à, mình đến mua giá cũng giống như các cô này cô mua, anh hiểu không? Thì đặt book luôn ở đấy, cần thì cái dịch vụ với tí theo nó tiện hơn. Dưới kia thì thường anh ở Sài Gòn hay là dưới biển, cái phần dưới anh là thích tự đi hơn, tại vì mình có mướn xe mà cái đó mình đi khu trên này cũng rảnh, vâng. Đi tour cho nó anh đi tour cho khỏe, giống anh quen rồi thì lần sau mình đi kiểu khác, rất đông mà các bạn, đây kể cả khách Việt Nam lẫn khách nước ngoài ạ. Nó chỉ có phở bò đấy ha, vâng. Đó, khách xếp hàng thanh toán tiền trước và tự bưng ha. Rồi bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ kết thúc tại đây nhé. Các bạn muốn ăn thì có thể sẽ ghé là phở gia truyền 49 Bát Đàn, giá từ là 40-55 ngàn cho một tô á, trứng gà 5 ngàn đồng một trái. Bye bye cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà trong những các cái video clip kế tiếp của Tuấn Dương. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những các cái tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Đó. Rất là đông rồi. Ở ngoài đây có nhiều người được tới ăn á. Đây họ xếp hàng, đó các cái bạn Hàn Quốc ở gia truyền 49 Bát Đàn. Đây mình có nghỉ trưa không em? Nghỉ trưa mấy tiếng à? Nghỉ trưa đến 5 giờ. Từ 12 giờ đến 5 giờ à? Từ 11 giờ đến 5 giờ. 11 giờ đến 5 giờ, ok, cảm ơn. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp của Tuấn Dương.